tuyệt vời khi mà Riot đã có bản vá lỗi cho các đội hình quá mạnh ở đầu mùa 9.5. Nào là Nila, Miss Autumn 7 Beastwater, vô pháp đồ tệ, tất cả đều đã bị sờ gáy. Nhân cơ hội này thì mình sẽ lên một video thử bài đấu không nằm trong top tier, hay nói đúng hơn là bài bị đánh giá thấp nhất. Bài khỏe vào top là chuyện bình thường, bài bình thường mà vào top thì mới khoe được kỹ năng chứ các bạn. Với lại người leo thách đấu thì cứ phải ra bài gì chơi bài đấy, không người ta lại bảo spammer, mặc dù nhiều lúc cũng spam thật. Thôi thì các bạn cứ xem hết video để biết là mình chơi bài gì và có tương lai thách đấu không nhé. Flex cả đội hình thì tất nhiên legend sẽ là Poro rồi. Ở đây có ai là fan của Poro? Nếu có thì các bạn giống mình đấy. Thành phố Ferrazot, Lozen của On được chọn cho trận đấu này. Và đồ khởi đầu sau 3 round quái là một kháng phép, một giáp và một BF. Lõi công nghệ khởi đầu là lõi bạc, nhẹ gánh ở mức bạc thì chắc là chả có ai chọn vì nó rất là yếu. Hỗ trợ tại chỗ thì có thể chọn được nha. Hút máu siêu công nghệ bạc thì cũng hơi yếu ở thời điểm đầu game này. Mình thử roll cả ba lõi tìm sự đột biến thì thấy trái tim đấu sĩ. Nhưng mà trên sân làm gì có đấu sĩ nào đâu. Phong độ bất ổn sẽ được lựa chọn vì cái lõi này ngon nhất để làm kinh tế. Rồi cộng với việc là sau khi check qua thì mình thấy có mấy ông còn đang muốn eco nữa, dễ dàng cho việc đánh caro thắng thua lẫn lộn. Hợp lý. Để thua nguyên sàn Nera mở màn khi mà gặp cái ông này hai con Neko, đã thế lại còn cầu hồi phục thì sao mà đỡ được. Thua thì chết người tiền hơn. Tiếp tục là một round full house khi mà gặp cái ông này ba Beastwater hai dũng sĩ rồi lại còn lắp luôn cả hai đồ tanh cho Nautilus nữa. Thay form bài với Bionia sau khi mà Irelia của mình đã lên 2 sao. Để tối ưu được lõi phong độ bất ổn thì round này mình phải thắng. Đúng kịch bản rồi, mình thắng cái nhà hai Zaun, hai đấu sĩ và tích được 20 vàng. Vừa khít luôn. Vẫn được shopping đầu tiên mặc dù là round vừa rồi mình thắng. Do hai round đầu full house cơ mà. Các mảnh đồ mình cần ở chợ đều nằm trên người tướng 3 tiền. Nhìn con nào cũng thèm nhưng mà quyết định của mình là lấy về xếp cầm BF để nó lên 2 sao chứ không có gì cả. Còn đánh gì thì tí nữa mình tính tiếp. Giờ điều mình cần là thắng ở vòng 2.5 để kích hoạt tối đa cái lượng vàng từ lõi phong độ bất ổn. Thành phố Phonazot gửi cho cả lobby gói trang bị on. Mở nó ra và mình chọn kính nhắm thiện xạ. Không cần phải up cấp ở vòng này tích được 30 vàng. Đã thế lại còn gặp luôn cái ông đang eco trắng nữa. Cảm giác cứ như là crush dùng tối nay sang nhà chơi vậy. Trên cực tuyệt vời. Lấy nốt 2 vàng còn lại từ lõi ở vòng 2.6 sau khi mà mình để thua cái nhà level 5 full house. Một ít tiền, một giáp và một nước mắt là những gì mà mình nhặt được ở ra người đá. Mũ thích nghi và giáp gai là hai đồ hot nên là mình lắp luôn cho Irelia. Đấm lại cái ông 2.1 đã thắng mình full house để trả thù. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 3.2. Cặp đôi hoàn cảnh thì có thể dùng để đánh Talia vì mình có set rồi. Lò rèn bất định thì ngon đấy nhưng mà với cái team hiện tại thì mình chưa có con nào cầm phù hợp nên là thôi không lấy. Tàng thư bí mật thì mình có thể chọn để vẽ ấn Ionia đánh Saya phù hợp với cái đồ hiện tại mình đang có. Roll hai lõi đầu thì thấy có tận tụy hết lòng có thể giúp mình vẽ ấn Ionia dễ hơn mà không cần phải dùng sách nên là mình chốt lõi và chốt bài luôn. Lúc đấy hay đấy. Up level 6 và cho Kama vào sân kích mốc 4 Ionia để round sau còn lấy ấn. Mình gặp nhà cặp đôi hoàn cảnh đang đép bằng Miss Autumn. Mày thế lúc nãy mà lấy cái lõi này là ăn rồi. Nautilus 2 sao cầm đồ tanh vẫn quá lỗi nên là mình để thua ở round này không có gì khó hiểu cả. Giữ lại 68 máu vì mình thắng cái nhà pháo thủ mới chỉ lắp đồ tanh trước vòng đi chợ 3 chấm. Lấy về một chiếc găng để tí nữa lắp vô cực nha mọi người. Lên 7 với 40 vàng nhờ làm kinh tế từ đầu trận đến giờ. Mình roll khá là nhiều xuống còn 10 tiền thì bắt được một Saya và một Nila cho cả mấy Ionia luôn. Form bài mình đang có là 6 Ionia, 4 trinh phạt và 2 dũng sĩ. Mình sẽ tanh bằng set luôn vì roll ra khá là nhiều set rồi. Không quá khó để mình thắng cái nhà Noxus level 6 đang eco ở vòng 3.5. Tiếp tục chiến thắng trước cái nhà Flex 4 tiền để nâng chuỗi thắng lên con số 3. Tầm này thì không làm kinh tế từ lõi phong độ nữa nha các bạn. Giữ máu càng nhiều càng tốt để còn on top nữa. 5 con sói trả cho mình 4 mảnh đồ, 2 cung, 1 gậy, 1 giáp và 1 ít tiền nữa. Đại bác được trang bị cho Nila luôn để nó quẩy cùng với Saya. Không lên cấp mà mình quyết định roll 1 trong 2 carry đang cầm đồ của mình lên 2 sao trước. Sẵn tiện roll luôn set 3. 50 tiền tích được mình roll cạn thì lên được Kama 2, một đôi Nila, một đôi Saya cũng tạm ổn nhé. 4.1 gặp cái ông này không biết là chơi gì. Level 7 vẫn đang ghép bằng Milio. Bài thì nhờ 1 sao hơn. Mình thì đã đủ form bài mặc dù chưa 2 sao nhưng mà vẫn thắng áp đảo để thắp lên ngọn lửa Lichick. Lõi công nghệ vàng cuối cùng đã xuất hiện. Mầm bệnh và cộng mệnh đều là lõi đánh nhau có thể chọn được vì team Ionia đánh bằng nhiều đam. Mình roll thử đũa phép thì nó ra luôn linh hồn vệ binh. Nhìn chỉ số thì có vẻ như là không bằng hai cái lõi kia nhưng mà mình cứ chọn thử xem sao. Nó cũng rơi ra thêm một set nữa.
hai đôi 4 tiền carry của mình vẫn còn đấy, nên là mình roll nốt để một trong hai con lên 2 sao với 16 tiền còn lại. Thế mà nó lên được Seiya 2 với cả Seth 3 luôn. Quá ok không? Sen thì sẽ được thay vào cho Irelia để đổi lỗ tanh lại cho Seth và cái hiệu triệu nhân nữa. Okay. Lắp luôn kiếm súng cho Nila. Giờ thì mình eco lên 8 được rồi đấy. 4.2 thì mình gặp nhà hiệu triệu nhân cạn tiền ở 7 với 4 hiệu triệu nhân và 4 can trường. Chiến thắng áp đảo là rõ. Khi mà bài mình sát thương dồn có, sát thương theo thời gian có, giảm giáp có, tạo lá chắn có, hồi máu có, nói chung là cái gì cũng có. Còn ông kia thì có mỗi cái nịt, mình thắng gần như là full house. Nhà cặp đôi hoàn cảnh giờ cũng đang xoay sang Talia. Đồ tanh thì quá trời mà đồ đam thì không có mấy. Team mình xử lý nhanh gọn trong phút 1 để nâng con số chuỗi thắng lên 6. Một chiếc váy được nhặt về từ chợ vì không có đồ đam nào sót lại. Để tí nữa mình sẽ lắp đồ cho Saya. Người anh em eco trắng từ đầu game giờ cũng đã comeback với form 7 Azir. Tướng 2 sao cũng khá là nhiều. Có luôn cả Achok 2 ở level 7. Nila team mình thì bị hai anh Java chăm sóc quá kỹ với hai pha đại địa chấn cộng với cả bẫy độc từ Silco. Nila nằm xuống, mình chỉ còn lại nguồn sát thương dồn nhưng mà với hai đồ là không đủ để Saya có thể quẩy. Mình thua một chết. Đợi đấy, tí nữa trả thù kêu chơi game 5 tiền 2 sao level 7 này nhé. Leo leo cay. 4.6 mình đối đầu với cái ông chơi bài khá dị, Dũng sĩ cộng với Silco và Modder. Dị thôi chứ mạnh thì chưa thấy đâu cả. Không phải lúc nào sáng tạo cũng là tốt. Còn Modder 3 đồ để ngay trước mặt Seiya team mình ăn nguyên skill gục luôn. Mình thắng lại ơi. Một BF, một đai máu, một kháng phép cùng với cả một gói trang bị thành phần là đồ mà mình được trả ở round chim, cũng là round đồ lẻ cuối cùng. Mình lắp được cho Seiya 2 kiếm, thú tượng cho Seth và giáp gai cho Sen. Up luôn level 8 để tiếp tục hành trình top 1. Roll vài phát lụng luôn Nila 2 quá ngon. Cho tạm Silco vào sân vì cũng đã hết thời gian rồi. Nhà đối thủ thì chơi Azir và Nila, còn mình thì chơi Seiya và Nila. Bộ đôi song sát thì mình tỏ ra là lợi hại hơn. Khi mà Seiya cứ giảm giáp và làm mềm team bạn thì Nila cứ việc quất roi vào đít từng con một. Chiến thắng dễ dàng của mình đã giúp cho ông anh này cái top 8 để tìm trận khác cho nhanh. Biết không ạ? Nhà cặp đôi này quá trời là bất ổn khi mà lúc nãy giữa trận thì thừa tanh thiếu đam, còn bây giờ có được tí đam lại thiếu tanh. Tầm này tanh như vậy làm sao mà chịu nổi team mình. Seiya với kính nhắm thiện xạ là một sự kết hợp hoàn hảo khi đi với Nila Ionia. Tiếp tục thắng nha mọi người. Đánh chó không để mặt chủ luôn. Mình trả thù cái nhà Azir của Achok 2 cắt trích mình lúc nãy. Giá van phách hiện ra từ gương lừa gạt bị Seiya team mình cho bốc hơi. Giá van Ryu thì nhảy được đúng một cái. Chó con Nasus 1 sao không chịu nổi sát thương từ những đòn roi của Nila. Achok bổ mổ được hai cái thì cũng nằm xuống với lần tung skill thứ hai của Seiya. Chó team bạn yếu đuối bao nhiêu thì xếp team mình cũng cứng cáp bấy nhiêu. Đến tận cuối combat khi mà Azir rất cố gắng mới có thể kết liễu được. Chiến thắng thứ 4 để lửa được cháy lại trên tên Đan Thanh Nguyệt. Hay mơ ở vòng đi chợ bị lấy mất luôn nên là mình chả biết lấy cái gì. Lấy tạm về cái đại bác cho Kama vậy. 5.5 mình đối đầu với nhà 4 can trường, 4 phù thủy và 3 Ionia. Nhìn thì kinh đấy, tiếc là Ari team bạn chỉ kịp tung skill được một lần thì đã bị Seiya ném lồng rồi chết luôn. Swain với cả Sen team bạn còn không biết lý do tại sao mình chết trước sức sốc sát thương của Seiya mà. Seiya làm bên phải còn bên trái thì cứ để Nila lo liệu. 5.6 mình gặp lại nhà hiệu triệu nhân can trường carry bằng Soraka. Ngoài việc thêm ít đồ tanh thì nhà này không khác bọt gì mấy. Soraka đứng tận tít ở cuối sông mà cũng bị Seiya team mình ở đầu sông ném lông đến chết. Nila vẫn cứ làm tốt nhiệm vụ quẩy của mình để đem về cái chiến thắng thứ 6. Mở kho đồ hoàn chỉnh sau khi săn rồng ngàn tuổi, mình lấy thêm về cái chùy phản kích cho Kama do là không có đồ tanh. 6.1 thì mình chỉ gặp bóng nhà Nila Seiya fake nên là chiến thắng khá dễ dàng. Combat vừa rồi cũng đã ấn nick top 5 và top 4 cho hai người rồi. Còn lại ba nhà là mình, nhà Azir và nhà phù thủy. Và nhà mình gặp ở 6.2 là phù thủy. Đối thủ lần này đã khác, đã update được Sen 2 cũng như là thêm Sen vào sân. Sếp là đẹp từ team bạn khi mà để Sen hút đam từ Seiya team mình. Sen chết dùng skill hất tung cả Seiya lẫn Nila. Sen team bạn lần này đã không nằm xuống quá sớm, nhưng mà cũng không quá lâu. Khi Seiya team mình tung skill lần thứ hai thì mọi thứ ở bên phải bàn cờ đều tan biến. Ari team bạn nhờ thời gian câu kéo cũng đã tung được skill mà không đủ đam để kết liễu ai cả. Hết tanh cũng là lúc Ari phải gục ngã trước những chiếc lông của Seiya. Nhà Azir kia thì cũng đã đi luôn khi mà gặp cái bóng nhà phù thủy. Thế là top 1 dành cho Lắng à? Dễ thế nhỉ? Ok, tổng kết này. So với các tướng 4 tiền khác thì Seiya bị đánh giá khá thấp do lượng đam thường thiếu hụt theo thời gian nên khó để carry. Tuy nhiên nếu mà đi cùng một tướng carry khác giống như là mình, kẹp thêm được Nila cầm ấn Ionia thì có thể đánh được nha. Nên dùng 6 Ionia để đảm bảo lượng mana của Seiya lên đủ mà không cần dùng lấy cuồng đao, lắp full 3 đồ đam cho Seiya sẽ là ok nhất. Các bài đấu vô pháp hay là Build Scooter vừa bị nấc nhẹ nên đây có thể là một bài chơi được, có form cũng như là đồ ổn định. Ngoài ra thì còn các lưu ý gì khác về Seiya mà mọi người biết thì có thể comment cho mình biết đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc bạn leo lên vui vẻ. Bye bye!